Bây giờ để mời quý vị trở lại cái coi như là cái chương trình của cái này, không biết là coi như lúc đầu đây. Bây giờ mời quý vị xem nha, xem nha. Và tôi nhắc lại nha, này, muốn coi cái chương trình Tạ Tình tới bãi, Tạ Tình bãi, chúng tôi thêm thả dàn cho quý vị coi, quý vị share. Nhưng mà quý vị phải vô YouTube subscribe nghe chưa.